chuyên đề du lịch qua radio. Ban biên tập chuyên đề du lịch qua radio kính chào quý vị và các bạn. Chuyên đề này được phát sóng trong khung giờ từ 8 giờ đến 8 giờ 30 phút thứ bảy hàng tuần. Trong chuyên đề hôm nay sẽ có nhiều thông tin du lịch đáng chú ý, những địa điểm du lịch độc đáo, những khu nghỉ dưỡng ẩm thực thú vị. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết của chương trình. Bản tin du lịch. Trước những lo ngại về việc các gói kích cầu đều giảm giá sâu, thậm chí đến ngưỡng khó tin, ông Hà Giang Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho rằng không khuyến cáo giảm giá quá mức đến ngưỡng cạnh tranh không lành mạnh. Theo ông Siêu, việc giảm giá đương nhiên là xu hướng tất yếu trong bối cảnh cung lớn hơn cầu. Mục đích trong chương trình kích cầu mà ngành du lịch phát động là gợi ý để nhà nước và doanh nghiệp vào cuộc, khuyến khích người dân đi du lịch, nhưng giảm giá phải đảm bảo tiêu chí, không giảm đổi chất lượng, cần hết sức tránh những chiêu quảng cáo đến mức người ta không thể tin nổi, để rồi sẽ gặp khó khăn khi tăng giá sau này. Ông Chu Diệt Cường, thành viên Hội đồng Quản trị Vietjet cho rằng, việc cạnh tranh giảm giá để kích cầu phải đảm bảo tiêu chí cạnh tranh nhưng không phải phá giá. Hiện nay, các đơn vị đang tạo ra các gói kích cầu giá rẻ là điều kiện tốt để người dân trên cả nước có cơ hội khám phá quê hương mình. Chưa bao giờ đi du lịch lại rẻ như lúc này, nên chúng ta cùng hy vọng sẽ có làn sóng đi lại trong nước trong thời gian tới. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quốc gia thống nhất chưa mở cửa đón du khách quốc tế vào Việt Nam, chưa bàn về thời gian mở cửa du lịch trở lại và thực hiện kiểm soát chặt cách ly tổ bay. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế cho rằng, chúng ta đang kiểm soát rất tốt tình hình dịch bệnh trong nước, nhưng diễn biến dịch bệnh trên thế giới vẫn hết sức phức tạp. Trong bối cảnh chúng ta đón các chuyên gia, lao động kỹ thuật cao, người nước ngoài vào làm việc, đưa người Việt Nam ở các quốc gia, vùng lãnh thổ đang có dịch về nước, dẫn tới nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào trong nước là rất lớn. Đối với ý kiến về tái khởi động hoạt động du lịch quốc tế sau đại dịch COVID-19, các thành viên ban chỉ đạo thống nhất chưa mở cửa đón du khách quốc tế vào Việt Nam, chưa bàn về thời gian mở cửa du lịch trở lại. Việc khởi động lại hoạt động du lịch quốc tế chỉ triển khai khi đáp ứng đủ điều kiện và trước tiên chỉ xem xét đón khách đến từ các quốc gia đã kiểm soát được dịch bệnh và bước đầu chỉ nên tổ chức thí điểm đón khách du lịch đến một số đảo. Song song với đó phải có các biện pháp bảo đảm an toàn dịch tễ cho người dân địa phương và du khách trong nước. Tour du lịch biển đảo được tìm kiếm nhiều nhất sau dịch. Một số công ty du lịch lữ hành cho biết hiện nay chùm tour về vùng biển đảo được rất nhiều du khách hỏi thăm. Ngoài hình thức khách lẻ đặt xe và khách sạn, đã bắt đầu có những tour trọn gói tổ chức cho các doanh nghiệp họp mặt sau dịch. Các công ty du lịch lữ hành cho biết hiện tour đi về vùng biển đang rất hot, nhận được sự quan tâm của khách nhóm, khách gia đình, tập trung vào các điểm đến như Huế, Đà Nẵng, Phú Yên, Quy Nhơn, Phú Quốc, Côn Đảo hay gần thành phố Hồ Chí Minh hơn thì có Vũng Tàu. Hầu hết các tour biển đảo đến các điểm này đều được hàng không hỗ trợ mức giá tốt, khiến chi phí chuyến đi được giảm khá sâu so với mức bình thường, từ 20 đến 30%, thậm chí có những đường tour giảm đến 40%, như tour Phú Quốc 7 sao 3 ngày, giá từ 3,6 triệu đồng, tour Côn Đảo 6,5 triệu đồng cho 3 ngày. Tính riêng ở Việt Nam, dữ liệu tìm kiếm cho thấy nhu cầu du lịch trong nước cũng đang có xu hướng tăng trưởng, đặc biệt đối với các điểm đến phổ biến về vùng biển như Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Phú Quốc. Đà Nẵng tung toàn lực kích cầu du lịch. Chương trình nhằm xúc tiến quảng bá điểm đến Đà Nẵng an toàn, hấp dẫn, khẳng định hình ảnh thành phố du lịch biển năng động, bứt phá mạnh mẽ sau dịch, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp du lịch khôi phục hoạt động. Hiện đã có 150 doanh nghiệp tham gia khuyến mãi, giảm giá sốc, dịch vụ chuẩn chất lượng cao, giảm giá nhưng không giảm chất lượng, hoặc gia tăng số lượng và chất lượng dịch vụ đi kèm, đa dạng các nhóm dịch vụ tour tham quan, lưu trú, ăn uống, mua sắm, vui chơi giải trí ở khu điểm du lịch, chăm sóc sức khỏe, vận chuyển, hàng không, đường bộ, tàu thuyền du lịch. Một số ưu đãi khủng du lịch Đà Nẵng như miễn phí vé tham quan Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Chăm, Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Mỹ thuật từ ngày 1 tháng 6 đến 31 tháng 8. Giảm giá 50% như gói dịch vụ 3 ngày 2 đêm, nghỉ khách sạn 5 sao và vé máy bay khứ hồi từ các địa phương đến Đà Nẵng trị giá 1,99 triệu đồng. Vietjet Air áp dụng từ ngày 30 tháng 6, 2,49 triệu đồng. Vietnam Airlines áp dụng đến ngày 30 tháng 8. Cũng với mức giá trên, thay vì nhận phòng khách sạn 5 sao, du khách có thể đổi bằng chuyến tham quan Ngũ Hành Sơn,
Sơn Trà, Hội An với đầy đủ dịch vụ xe đưa đón, hướng dẫn viên, 5 bữa ăn. Hội An miễn giảm vé với khách du lịch nội địa. Theo đó, thành phố Hội An miễn vé tham quan tại khu phố cổ Cù Lao Chàm, rừng dừa Bảy Mẫu, xã Cẩm Thanh, làng rau Trà Quế, xã Cẩm Hà cho các bác sĩ, y sĩ điều dưỡng làm việc tại các cơ sở y tế tuyến đầu chống dịch. Thời gian áp dụng từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020. Miễn vé tham quan tại khu phố cổ dành cho khách lưu trú tại Hội An. Thời gian áp dụng từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2020. Nếu du khách mua 2 vé, sẽ được tặng 1 vé đối với khách Việt Nam mua vé tham quan khu phố cổ Cù Lao Chàm, rừng dừa Bảy Mẫu, xã Cẩm Thanh. Thời gian áp dụng từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2020. Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An cũng thống nhất phát động chương trình và gói kích cầu dành cho người dân Hội An, người Hội An đi du lịch Hội An. Trong tháng 2 vừa rồi, nền tảng du lịch lớn nhất thế giới TripAdvisor vừa công bố danh sách các điểm đến mới của năm 2020. Đảo Ngọc Phú Quốc của Việt Nam vinh dự là một trong những cái tên nằm ở đầu danh sách. Hòn đảo nổi tiếng bởi vẻ đẹp tự nhiên và hoang sơ, với đường bờ biển dài 150 km gồm rất nhiều các bãi tắm đẹp này đã sẵn sàng để đón tiếp bạn vào chuyến du lịch sắp đến. Chỉ cách khoảng 50 phút bay từ Sài Gòn, bạn đã có thể tận hưởng làn gió biển mát lành, bỏ qua các mối lo lắng về chất lượng không khí hay lớp bụi có thể nhìn thấy bằng mắt thường vào các buổi sáng trên đường đến văn phòng. Ai khi ai luôn ghi nhận một màu xanh tốt lành dưới 50 tại hòn đảo phía đông nam đất Việt. Các công ty lữ hành, hàng không cũng hiện đang có kế hoạch điều chỉnh giá, cũng như triển khai các gói ưu đãi linh hoạt để tạo ra các sản phẩm kích cầu có lợi nhất cho khách hàng. Thưa quý vị và các bạn, ngay khi dịch COVID-19 được kiểm soát tốt ở trong nước, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã phát động chiến dịch Người Việt đi du lịch Việt Nam. Theo Google Châu Á, Thái Bình Dương, từ giữa tháng 4 đến nay, lượt tìm kiếm từ khóa du lịch nội địa tăng cao so với 3 tháng đầu năm nay. Số lượt tìm kiếm chuyến bay nội địa tăng 85% so với cùng kỳ năm 2019. Du lịch biển, sinh thái, các mô hình nghỉ dưỡng trọn gói được quan tâm. Sau dịch bệnh COVID-19, nhu cầu du lịch của người Việt đang có sự chuyển dịch. Đa số du khách chọn du lịch nội địa cho kỳ nghỉ năm nay. Khu du lịch sinh thái Tràng An, Ninh Bình, di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, 3 tuần sau khi chính thức mở cửa trở lại, du khách đến đây phần lớn là gia đình và các nhóm bạn. Theo nhiều người, đây là lựa chọn cho kỳ nghỉ cuối tuần ngắn ngày, thoáng đãng, mát mẻ, phong cảnh hữu tình. Một số du khách cho biết. Thì mình sẽ quan tâm đến cái không gian, cái cảnh quan và đặc biệt là cái sự hội tụ của tất cả những cái yếu tố liên quan đến cái dịch vụ ở cái điểm mà mình sẽ đến du lịch. Khu vực chùa Bái Đính Tràng An này ở một gọi là khu du lịch chất văn hóa, phong cảnh hữu tình, mang một nét là tâm linh. Tương lai chúng tôi sẽ về có điều kiện để tổ chức cho gia đình và bạn bè đi vào tour này. Theo Google Châu Á, Thái Bình Dương, trong các tìm kiếm liên quan đến du lịch nội địa, loại hình du lịch biển, khám phá thiên nhiên được quan tâm hơn cả. Vũng Tàu, Phú Quốc, Nha Trang, Cúc Phương, Phong Nha được tìm kiếm nhiều, hay những từ khóa như trải nghiệm gia đình, trò chơi trẻ em, sinh thái. Chị Bùi Thị Lan, du khách Nam Định, nói. Ở đây có cái bể bơi này, có resort giống như một cái gia đình nhỏ để nghỉ dưỡng, vừa hưởng khí trời lại vừa được hòa mình với thiên nhiên nữa. Theo Hội đồng Tư vấn Du lịch cho biết, khu nghỉ dưỡng ven biển được đa số du khách lựa chọn cho kỳ nghỉ năm nay với 67,2%. Tiếp đó là các điểm du lịch nổi tiếng, khu nghỉ dưỡng, trên núi, khu du lịch sinh thái, đặc biệt du khách Việt hay lựa chọn những tổ hợp du lịch khép kín các dịch vụ. Trong khuôn khổ cuộc hội thảo vẻ đẹp Việt mới được tổ chức, khảo sát của VN Express và Hội đồng Tư vấn Du lịch Tổng cục Du lịch Việt Nam cho thấy, trong 1.700 người được hỏi, có gần 32% cho biết sẽ đi du lịch trong năm nay, hơn 29% có ý định lên đường mùa hè này, gần 25% đi du lịch trong 2 tháng tới. Thưa quý vị và các bạn, vườn quốc gia Bạch Mã nằm tại địa phận huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nơi đây còn được nhiều người ưu ái đặt cho những tên gọi như Đại Ngàn Ngựa Trắng, Non Thiên Bạch Mã hay Đà Lạt của miền Trung nhờ cảnh quan hùng vĩ trải dài. Thank you.
Là điểm du lịch nổi tiếng của Thừa Thiên Huế, Bạch Mã có rất nhiều nơi để tham quan như thác Đổ Quyên, Ngũ Hồ, Giọng Hải Đài, với vẻ đẹp của núi trời như một bức tranh thủy mặc. Tới vườn quốc gia Bạch Mã Quan Sơ, du khách có thể đứng từ trên đỉnh nhìn núi đồi trùng trùng trong tầm mắt, hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên tuyệt diệu, hiếm nơi nào có được. Núi Bạch Mã nằm ép mình bên dãy Trường Sơn, trông giống như một con ngựa bạch duỗi chân hướng ra biển mênh mông. Không chỉ có phong cảnh hữu tình, khí hậu mát mẻ và khu biệt thự kiểu Pháp như ở Đà Lạt, Bạch Mã còn là nơi quy tụ nhiều loài động vật và thực vật quý hiếm của miền nhiệt đới trong cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn với những con suối và ngọn thác ngoạn mục. Với tổng diện tích gần 37.500 hecta, đến đây du khách sẽ tìm hiểu về hệ động thực vật phong phú, ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ của núi rừng, cảm nhận thời tiết bốn mùa trong một ngày. Tháng 12 đến tháng 4, mùa khô, được xem là thời điểm thích hợp nhất để du lịch vườn quốc gia Bạch Mã. Vào lúc này, thời tiết khô ráo, không còn những cơn mưa dữ dội, thích hợp cho việc di chuyển và đi lại, khám phá cảnh quan rừng. Nếu may mắn, bạn có thể bắt gặp các loài động vật quý hiếm khi đi bộ khám phá rừng. Hải Dòng Đài nằm ở độ cao hơn 1.400m, nơi cao nhất của đỉnh núi Bạch Mã hùng vĩ. Để đến đây, du khách sẽ phải chinh phục đường mòn Hải Dòng Đài, một trong những chặng đường chinh phục đơn giản nhẹ nhàng nhất tại vườn quốc gia Bạch Mã. Từ Hải Dòng Đài, du khách có thể chiêm ngưỡng tứ bề của Bạch Mã, cảnh núi non trùng điệp, thành phố Huế, cầu Hai, cảnh Dương, Vịnh Lăng Cô, Hồ Truồi, cảnh rừng, cảnh biển, cảnh đầm phá, cả những con đường ngoằn ngoèo như dải lụa trắng cuốn nhẹ trong gió, những nếp nhà nhỏ tí như những chấm nâu nhỏ thấp thoáng giữa màu xanh trập trùng. Tất cả như một bức tranh hoàn hảo mà bạn được thưởng thức trọn vẹn từ giọng hải đài. Thời gian đẹp nhất để ngắm thác Đổ Quyên là vào mùa xuân. Với độ cao chừng 300m, quanh năm thác tung bọt nước trắng xóa. Nhìn từ trên nhìn xuống sẽ thấy núi đồi trùng điệp. Sở dĩ thác có tên gọi là Đổ Quyên bởi loài hoa này mọc rất nhiều ở hai bên thác và thường nở rộ vào tháng 3. Công bằng mà nói, những bức ảnh này thật khó lột tả hết vẻ đẹp của Đổ Quyên như khi hòa mình nơi đỉnh Bạch Mã, nhất là khi ta nhìn qua bằng một tấm lòng. Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã. Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã được bao bọc bởi Hồ Truồi, ngự trên ngọn núi Linh Sơn. Tại đập Hồ Truồi, để đến được thiền viện, bạn mất khoảng 15 phút đi đò qua Hồ Truồi. Phóng tầm mắt nhìn xung quanh, bạn sẽ thấy những áng mây trắng bồng bềnh trôi dưới đáy hồ nước trong xanh. Chiêm ngưỡng tượng Phật Thích Ca Lộ Thiên đang ngồi thiền trên ngọn đồi ở trước chùa giữa hồ cao 24m, nặng 1.500 tấn bằng đá. Bên kia hồ là các công trình xây dựng của Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã ẩn hiện trong màu lam sương khói của ngọn Linh Sơn quanh năm mây mù lãng đãng. Vừa bước lên khỏi 172 bậc tam cấp, cổng tam quan của thiền viện hiện ra cao vút, uy nghi trong nền trời xanh, mây trắng. Lúc này, bạn được chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc của thiền viện được xây dựng hài hòa trong một quần thể với tổ đường, chính điện, tăng đường, trai đường, phương trượng, lầu chuông, tháp xá lợi. Quần tụ trên khu rừng nguyên sinh tươi tốt, xen kẽ trong những khu vườn, khu rừng là các loài cây quý, hoa lạ đẹp đến mê hồn do chính bàn tay của những tăng ni Phật tử ở đây sưu tầm và chăm sóc. Từ đỉnh núi Bạch Mã, du khách đi theo đường dốc xuống khoảng 2km sẽ là biệt thự Đổ Quyên. Tại đây có danh thắng thác Ngũ Hồ, một nơi nổi tiếng thu hút rất nhiều du khách. Ngũ Hồ là tập hợp gồm 5 hồ nước ở 5 điểm cao khác nhau. Theo nhiều người đã từng đi thì hồ thứ 3 là đẹp nhất, nước ở hồ rất trong và lạnh. Trên hồ có thác đổ xuống nhìn đẹp mê hồn. Bạn đừng quên mang theo máy ảnh hoặc máy quay phim, vì chắc rằng những bức ảnh mà bạn chụp được tại các hồ nước này sẽ là các bức ảnh tuyệt đẹp không dễ gì có được. Bạn cũng có thể bơi lội thỏa thích trong các hồ nước nếu có đủ sức khỏe và chịu được nước lạnh mát ở nơi đây. Rừng Chò Đen. Đến với khu rừng này, bạn sẽ gặp nhiều cây cổ thụ hùng vĩ, mọc tập trung gần nhau, có những cây có đường kính trên 1m và cao trên 30m. Chò đen là một loài cây gỗ rừng lớn, thân thẳng, tán hình tháp, cây cho gỗ tốt, màu hồng hơi vàng hoặc nâu xám. Vàng tùy điều kiện lập địa, chéo thớ nhưng dễ chẻ dọc, chịu được nước kể cả nước mặn, gỗ được dùng xây dựng đóng tàu thuyền.
tại đường mòn rừng Chò Đen, bạn có thể thuê hướng dẫn để sử dụng dịch vụ vui chơi, giải trí trên không bằng các tuyến cáp trượt hoặc leo trèo trên lưới cao hàng chục mét so với mặt đất. Đây là cơ hội lý tưởng cho bạn khám phá khu rừng nhiệt đới ở tầng 8 cao nhất và có thể để lại những bức hình có 102 trong các chuyến khám phá núi rừng của bạn. Nếu có dịp trải nghiệm Bạch Mã vào tháng 3, tháng 4, du khách nhìn thấy những cây phong lá ba thùy chuyển sang màu đỏ, tạo nên cảnh đẹp tuyệt sắc cho vườn quốc gia. Những cây phong mọc tự nhiên có tuổi đời trên dưới 100 năm nằm trong khuôn viên các biệt thự cổ kiến trúc Pháp. Khi lên cao, cảnh núi rừng hiện lên càng trùng đẹp. Bạch Mã là dải rừng nguyên sinh duy nhất của Việt Nam nối từ biển đến biên giới Việt-Lào. Tại đây còn có các biệt thự bỏ hoang, nơi từng là khu nghỉ dưỡng dành cho sĩ quan Pháp và giới thượng lưu Huế. Điểm cuối hành trình của thác Trĩ Sao với tiếng nước chảy len lỏi qua từng bậc đá. Điểm tạm dừng của dòng chảy này là hồ nước mông lung trong vắt, để lộ cả những phiến xanh xám một màu rêu phong. Biết đâu may mắn trong lần ghé thăm chinh phục của mình, bạn sẽ bắt gặp đâu đó những chú gà Trĩ Sao quý hiếm. Thưa quý vị và các bạn, nằm ngay trung tâm khu đô thị mới của Singapore, bên bờ vịnh Marina, Garden by the Bay là khu vực thực vật rộng lớn kết hợp giữa thiết kế công viên cây xanh và kiến trúc xây dựng, một bước đi chiến lược trong kế hoạch biến Singapore từ thành phố giường thành thành phố trong giường, cân bằng hệ sinh thái và phát triển du lịch. Garden by the Bay là dự án về khu vườn sinh thái khổng lồ nằm bên bờ vịnh Marina. Tại nơi nguyên là một khu đất hoang ngay giữa khu đô thị mới Singapore, cạnh hồ chứa nước ngọt Marina và gần kề khu tổ hợp sòng bạc Marina Bay. Dự án này có tổng diện tích 101 hectare, được chia làm 3 khu vực. Khu vườn vịnh phía nam rộng 54 hectare, khu vườn vịnh trung tâm rộng 15 hectare và khu vườn vịnh phía đông rộng 32 hectare. Được sự đầu tư của chính phủ Singapore trong nỗ lực cân bằng hệ sinh thái và phát triển du lịch, Garden by the Bay là một công trình mang đậm tính nhân văn. Tại đây, từ khi khu rừng nhiệt đới đến những núi non, thác nước, siêu cây, vườn chủ đề, nhà kính, khu chợ hoa, vườn trẻ em, tất cả đều được hình thành từ trí tưởng tượng phong phú của con người, đã biến ước mơ thành hiện thực sống động với những khu vườn xanh đầy cảm hứng. Với diện tích 54 hectare, khu vườn vịnh phía nam là một thiết kế vườn độc đáo gồm nhiều tầng, có chức năng tích trữ nước mưa, thu hút năng lượng mặt trời và giữ vai trò thông gió cho hai nhà kính. Tại đây, ngoài hai khu nhà kính, hai khu vườn chủ đề, khu chợ hoa, khu vườn trẻ em, những siêu cây khổng lồ đã trở thành biểu tượng không chỉ của khu vườn vịnh phía nam mà còn chung cho cả Garden by the Bay. Được hình thành từ những khung thép và bê tông với chiều cao từ 25 đến 50 mét, 18 siêu cây khổng lồ dương thẳng giữa trời xanh là nơi cộng sinh của các loài cây nhiệt đới như dương sỉ, phong lan và cây nho. Ngoài chức năng tổng hợp năng lượng và lọc không khí, siêu cây còn có khả năng phát sáng mỗi khi về đêm. Nối liền các siêu cây là hệ thống đường bộ hành trên không, giúp du khách di chuyển thuận lợi, đồng thời cũng mở ra một tầm nhìn tuyệt vời khi quan sát toàn cảnh khu vườn và vịnh Marina từ trên cao. Nằm giữa các siêu cây là khu OCBC Garden Hapsody. Tại đây, vào mỗi đêm khi dần dương vừa tắt đều diễn ra chương trình biểu diễn âm thanh ánh sáng, trở thành điểm dừng chân thú vị trước khi khép lại một dòng tham quan khám phá Garden by the Bay. Nhà kính có cấu trúc như những chiếc giỏ ốc, với diện tích chừng 1 hectare nằm dọc theo khu quần thể nước của Maria, phức hợp hai nhà kính là thiết kế của kiến trúc sư Ike Wilkinson, với dự định là nơi trưng bày giới thiệu các dạng năng lượng cũng như thời tiết. Tại đây trưng bày 217.000 cây thuộc 80 loài dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu và hoạt động của con người, gồm hai khu vực Lunar Dome và Glass Forest. Điểm độc đáo của khu nhà kính này là chúng cần đến sự chống đỡ của các trụ bê tông khổng lồ, lại được bao phủ bởi loại kính đặc biệt hấp thụ ít nhiệt nhưng tiếp nhận tối đa ánh sáng. Kiến trúc của khu phức hợp nhà kính được tôn vinh với giải thưởng công trình của năm tại Lễ hội Kiến trúc Thế giới năm 2012. Lower Dome rộng 16.000 m2 với mái dòm cao 38 m là khu nhà kính thủy tinh lớn nhất thế giới, được công nhận kỷ lục thế giới Guinness 2015. Đây là nơi có môi trường khô ráo mát mẻ đặc trưng của vùng địa Trung Hải, Tây Nam Phi và Bắc Australia. Với nhiệt độ 23 độ đến 25 độ C, bên trong là 7 khu vườn nhỏ với các loài thực vật khác nhau. Tại đây,
có ngọn núi mây cao 42 mét là một phức hợp cấu trúc môi trường sống của các loài dương sĩ, phong lan, hoa dứa Nam Mỹ, hoa hồng môn. Du khách có thể lên ngọn núi mây bằng thang máy và đi xuống bằng con đường mòn dẫn ra một thác nước tươi mát cao chừng 35 mét. Trong nỗ lực giáo dục và phổ biến kiến thức về tự nhiên đến công chúng, hai khu vườn chủ đề đã được thành lập, thể hiện vai trò của con người trong tương quan văn hóa và lịch sử, sự giao thoa với thiên nhiên, tầm quan trọng và sự tương tác của thực vật đối với đời sống con người, là nội dung của vườn thực vật và con người. Bên cạnh đó, vườn thực vật và hành tinh lại mong muốn thể hiện mối tương quan giữa các loài thực vật trong môi trường sống của chúng cùng sự đa dạng sinh học trên trái đất. Chợ hoa là nơi bày bán các món đồ lưu niệm, hoa tươi, thực phẩm, nước giải khát. Không gian tổ chức các sự kiện là một bãi cỏ rộng 2 hectare với một sân khấu chính. Vườn trẻ em là một trong những điểm mới của Garden Space The Bay, với số vốn đầu tư lên đến 10 triệu đô la Mỹ và được tài trợ bởi tổ chức Far East. Đây là điểm đến tâm đắc của các du khách nhí tuổi từ 5 đến 12 với các hoạt động đa dạng như nhà trên cây, đường mòn phiêu lưu, cầu treo. Tại đây, ngoài những cây cỏ nhiệt đới và các loài hoa tự nhiên, còn có những bãi cỏ tươi tốt kết hợp với những mái hiên duyên dáng, trở thành địa điểm thuận tiện cho những buổi họp mặt dã ngoại cùng gia đình hay bạn bè. Với mặt tiền đối diện vịnh Marina dài khoảng 2 km, đi dạo dọc theo bờ biển là dịp chiêm ngắm cảnh quan và đường chân trời thật đẹp xa xa. Garden by the Bay là một công trình độc đáo, kết hợp hài hòa giữa kiến trúc đô thị với thiên nhiên, không chỉ làm nổi bật vẻ đẹp cảnh quan, công viên mà còn chú trọng đến yếu tố phục vụ con người, thể hiện rõ nét tính đa dạng về sắc tộc, tôn giáo và văn hóa đặc trưng của Singapore. Sổ tay du lịch. Thưa quý vị và các bạn, từ Việt Nam các bạn chỉ có thể tới Singapore du lịch theo một cách duy nhất là máy bay. Hiện tất cả các hãng hàng không của Việt Nam, Vietnam Airlines, Jetstar, Vietjet đều có đường bay từ Hà Nội, Sài Gòn tới Singapore. Ngoài ra còn một số hãng hàng không nước ngoài khác cũng có những đường bay tương tự này. Giá vé rẻ nhất bạn có thể mua được sẽ vào khoảng 1,8 triệu đến 2 triệu từ thành phố Hồ Chí Minh đến sân bay Changi. Là một quốc gia có diện tích nhỏ nên giá nhà ở Singapore rất cao, đồng nghĩa với việc chi phí thuê khách sạn cũng vậy. Thường thì khi du lịch Singapore, nếu đi một mình hoặc ít người, các bạn nên lựa chọn phòng dorm là các phòng có nhiều giường, mỗi người một giường và một tủ đồ, sử dụng khu vệ sinh chung. Thường các hotel sẽ cung cấp những phòng dạng này. Nếu lựa chọn, các bạn hãy tìm đến những hotel gần các ga MRT hoặc bus để tiện di chuyển. Do Singapore có diện tích rất hẹp nên chính quyền Singapore thường có những biện pháp đặc biệt để tránh tình trạng nghẽn xe tắc đường bằng cách hạn chế các phương tiện cá nhân và cả taxi trong giờ cao điểm, khuyến khích người dân sử dụng các phương tiện công cộng. Có lẽ hệ thống tàu điện ngầm là phương tiện đi lại nhanh nhất ở Singapore. Với hệ thống đường ray trải rộng khắp, đồng nghĩa với việc phần lớn các điểm tham quan chính của Singapore đều nằm trong khoảng cách đi bộ được từ trạm hệ thống tàu điện ngầm. Với nền văn hóa đa quốc gia, các món ăn ở Singapore cũng vô cùng đa dạng bởi là tập hợp những món ăn ngon đến từ chính những nền văn hóa đó. Ở Singapore, các food court có mặt ở khắp mọi nơi, từ những trung tâm thương mại sầm uất đến những ga tàu điện ngầm hay thậm chí nằm ngay giữa những khu vực nhộn nhịp đông người qua lại nhất. Ở những food court này, có vô vàn các quầy đồ ăn của rất nhiều nước như Trung Quốc, Malaysia, Hồng Kông, Nhật Bản và thậm chí cả Việt Nam. Bạn cứ tưởng tượng gần như kiểu ăn buffet. Khác mỗi cái là chọn đồ ăn ở quầy nào xong thì thanh toán ngay tại quầy đó. Ở Singapore, rất khó để tìm được một quán ăn sáng theo thói quen của người Việt Nam, tức là mở hàng sớm và gần nhà. Tốt nhất các bạn hãy mua trước ở siêu thị một số đồ ăn sẵn và mang về khách sạn từ tối để ăn sáng dần cho những ngày ở đó. Chuyên đề du lịch cùng radio hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.